để vào, ta rút cái đục sẽ được đích đó, ta thấy không? Nè, ta thấy nhả ra nè, mình xem nha, thả ra nè, thả ra nè đó, ta thấy kẹp lại nè đó, thấy không? Thả ra kẹp lại, thấy không? Thả ra đó, ta cứ thụt kéo, thụt kéo thôi, muốn bắt thì ta kéo, không muốn thả là thụt đó. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cây bắt rắn nha. Đầu tiên ta sẽ lấy một cây cọng từ lưới B40, đây loại lớn, và một cọng lưới B40 loại nhỏ. Lấy hai cọng này nha, đầu ta sẽ đập ngay ra. Sau khi đập ngay ra là ta đặt lại nha bạn. Đây, một cây lưới B10 lớn, nước 27 phiên 7, một cây lưới B10 nhỏ khoảng 8 tấc, để làm đôi như vậy nè, đôi này đó. Sau đó là sẽ đĩa cắt, đây đo như nè, nó dài một xíu nha, dài một xíu đĩa. Bẻ vô trong như vậy, vô trong như vậy, bẻ như vậy đó, bẻ như thế này, đặt ngay rồi. Quấn đầu này với đầu này lại với nhau, tại vì chia sẻ lại. Còn đây mình có mấy hàng, mình hàng luôn tiếng Anh hàng. Tiến hành nấu hàng cái này lại nha bạn. Bây giờ ta tiến hành hàng để nấu hàng cái này lại nha bạn. Nếu bạn không có hàng thì bạn thể quấn lại với nhau miếng sao cho nó cứng nha, để đẩy lên để xuống nó không xúc được. Để đo hàng nha. Sau khi ta sẽ dính nhiều mà mình dính xong mình ha, giờ ta sẽ bỏ vào, còn nữa đất, chúng ta bẻ một cái đầu cong xuống như vậy để chúng ta kéo, để không vậy đây, chúng ta kéo, đó, kéo, đẩy, kéo bắt rắn này ha, không muốn thả rắn là phải đẩy lấy,
Phần đầu này các bạn nên chim cái ruột xe, ruột xe chúng ta chặn ngay giữa nè, chúng ta kẹp con rắn nó sẽ im, không có lọt vào trong. Ta dùng miếng ruột xe, chúng ta cắt nha các bạn, cắt, mình sẽ kẹp vào chính giữa nè, kẹp chính giữa nè. Rõ, ta sẽ dùng kẽm để ta quấn lại, giờ mình làm đỡ bằng băng keo đi, cho bạn xem. Coi như cái rắn này coi như là tạm hoàn thành nha các bạn. Để mình ví dụ nha, cái ống nước này như con rắn nha. Ta để vô, ta rút cái đục sẽ được phân đích. Đó, ta thấy không? Nè, ta thấy nhả ra. Nè, mà xem nha. Thả ra nè, thả ra nè. Đó, ta thấy kẹp lại nè. Đó, thả ra, kẹp lại, thấy không, thả ra, đó, ta cứ kéo thôi, muốn bắt thì ta kéo, không muốn thả tục, đó, kéo, dính, thả ra, tục lại, rồi, chúc bạn thành công nha, đơn giản như thế. Rồi, xem mình chẳng cái đầu nữa nè, cái đầu, đấy, thì chỉ là nó vậy đấy, nhớ miếng cao su dính giữa nữa, rồi chào các bạn nha. Còn đôi bây giờ xem tổng thắng cái tay nha. Đó. Chiếc đầu kia nó sẽ thụt vô, kẹp rắn rồi, tôi phải đẩy ra. Phải như cái loại như cái các bạn kia làm là mình chỉ kéo một lần, kéo vô xong muốn léo ra mà phải nắm này lôi ra. Còn của mình thì mình có đầu dưới mình kéo ra cái vô là nó sẽ mở ra bỏ vô thôi. Nó rất là tiện lợi, rất là tiện lợi.